Cô đã thích được cây nào chưa cô? Em mới bán đây xong. Nào vậy ạ? Nó anh ấy còn đang đi rửa xe mới bán đây là đến đâu đâu. Chưa đâu. Đấy. Cụ ra rồi. Nhưng mà mê cây. Cốt con này đẹp các anh nhỉ. Đây à, đây anh hàng đây à. Rồi có vận thuế là anh ấy nhỉ. Biển này lá đẹp chưa? Đấy, như là cây nhà em nhỉ. Cái này bao tiền? Xanh này 1.6 triệu. Lá đẹp nhỉ. Biển. À lá móng à? Nhìn như biển nhỉ. Lá mà mỡ mỡ tí nữa thì dễ nhận hơn. Phải không? Nhìn kỹ này các bạn, sờ đi. Ở lá nào như lá nào, phần này. Từ cái lá non nó cũng như thế rồi. Móng các bạn, lỗi quá. Ai cướp xấu tách theo lá này. Không. Máy vào bệ chưa có gì. Nhiều khi mới phân biệt là đau đầu phết. Đây một đôi móng à. Nhiều khi mới biết phân biệt đau đầu phết đấy. Bởi vì nếu mà nó mỡ mỡ ấy thì dễ, đây như này thì dễ. Nhưng mà con hiền hơi nhỏ nhỏ giống nam biển thế. Nam ong đấy, như con này. Quăn lá nào như lá nào. Một số dòng nam biển giống như này. Nhất là dòng nam biển mà người ta hạ nhất dòng nam biển mà ra màu đồng ý hệt này luôn. Ta hạ được cái này đỡ sỏng không? Nhưng mà tất nhiên nó không được cong như này, chỉ cong một tí, không ôm như này. Gọi nam bóng. Lá nào như lá nào? Dòng này lá đẹp nhất trong các loại xanh. Đúng rồi. Đôi giống nhau nhỉ? Xe đâm cho con kia thì có nhận biết, con này nhìn bắt thấy mỡ mà. Bên bên này thì anh đi. Vâng, mày.
này xe gần chết, chật quá. Kéo còi đi ngỏi để mà lâm này, lâm liền, lâm liền hai chị em. Lỗi không cho ngồi, không được ngồi dưới xe đâm chết, chật quá. Xe máy đứng sau lưng này. Đông xe quá, chạy lên. Rồi, yên ổn, tìm chỗ yên ổn. Cuối, cuối quả kinh. Giờ mình biết thiết kế đam mê rồi, ổi tặng tặng thời hoãn này, chơi những chơi lạ hơn, dành tiền quê mình, tặng quê. Hot rất hay. Cái hot rất hay. Kế gần. Kế gần. Ông Lập này, vợ chồng ông Lập này hot hay lắm. Vừa nặng quá cũng phải. Vào đằng trước là tụt đằng sau. Để ra đấy. Vừa nãy mà 2,5 triệu. 2,5 triệu rẻ đấy. Là chỗ con lành. Chỗ này tầm 3-4 lít rồi. Hơn đấy, 3-4 lít. Tầm còn chờ khoảng 2 triệu đấy được. Ôt bể này. Lắc liền. Đưa về bắt nhiều năm rồi đấy. Sao mà đếm đẹp liền liền này. Anh được
thế kìa, bệ cũng thế. Nó giật lên thì lại hơi 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 cắt đi cái chỗ kia buồn cười lắm. Đừng cắt. Không mà nếu cắt thì cái chỗ cái cong buồn cười. Cây nó bóng cổ. Mình là người bán, mình là người cắt. Nếu mình để người ta mua người ta cắt. Nếu mình để chơi thì mình cắt. Cái gì để cây cũng được. Nếu mình để chơi thì mình cắt. Xác định về nuôi gì thì cắt. Không bán thì cắt. Rồi. Đúng không? Không bán thì cắt. Mình làm theo ý mình thì cắt. Ghê. Khu vực Hoàn Xanh Đại Bác. Bán được cái nào chú? Bán được cái nào chưa? Đây, bán được 2 cây. À, thế được rồi. Chợ sớm. Đây, khu vực. Đó mà kiếm cái mô đơn hay. Mô đơn mini này. Và bấm che. Bồng lai, trốn bồng lai. Ngồi uống trà, cây, vách núi. Và này. Bắc nha. Đấy, con cổ ở đâu không đây? Con cổ á. Như đi tóc này. 250. Múc luôn đi. Đúng 250 bán. Đấy, về bánh kinh chứ. Đây, đàn nghèo không bị rối đâu. Xanh Đại Bác.